xây tương thân tình trong đạo phần, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đường Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào Nhật Khiếu Hạnh. Con hôm nay có khỏe không? Dạ, con khỏe, con cảm ơn Thầy. Thầy khỏe không ạ? A Di Đà Phật, Thầy cảm ơn con, Thầy cũng bình thường, Phật gia hộ thành Thầy cũng mạnh khỏe. Thầy thường niệm Phật, lễ Phật, rồi tụng kinh, rồi thực hành những lời dạy của Đức Phật, cho nên được Phật gia bì, anh cũng mạnh khỏe. Và xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC TV. Dạ. Kính bạch Thầy, còn pháp thứ ba thì Đức Phật như thế nào ạ? A Di Đà Phật, hôm trước thầy trò chúng ta đã chia sẻ về năm cái pháp, phải không? Yeah. Và năm cái pháp này là năm cái pháp lợi ích. Nếu mà chúng ta muốn cử tổ một người nào đó thì theo lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta phải hội đủ năm cái pháp lợi ích này. Yeah. Bởi vì tôn giả Xá Lợi Tử thưa thỉnh với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, nếu có một vị tỳ kheo muốn cử tổ một người khác thì cần phải có bao nhiêu pháp lợi ích mới được an tâm. Nhân cái lời thưa thỉnh của tôn giả Xá Lợi Tử mà Đức Phật đã dạy là có năm pháp lợi ích. Ví dụ như bây giờ con muốn cử cái tội của một người nào đó, con muốn nêu cái sự sai lầm của một cái người nào đó, thì con phải có đủ năm cái điều lợi ích con mới nêu. Còn nếu mà không có đủ năm cái điều lợi ích đó mà con nêu thì nó không mang lại kết quả. Đó, thì bây giờ cái lợi ích, cái điều mà thứ nhất đó là gì? Thứ nhất là phải là thật. Những cái tội, những cái sai lầm của một người nào đó mà khi chúng ta muốn nêu ra, muốn cử tội thì cái tội đó, cái sai lầm đó phải hoàn toàn đúng, chứ không phải bị bóp méo, bị xuyên tạc, hoặc giả là vì một cái tư thù, vì một cái thành kiến, vì một cái ác ý nào đó mà mình tìm cách mình chụp mũ, mặc dù người đó không có những cái sai lầm, không có những cái tội như vậy, nhưng mà do ác ý chúng ta tìm cách để chúng ta vu khống. Và cái đó là cái mà Đức Phật dạy là hoàn toàn không nên. Thứ hai là phải đúng thời, chứ không phải phi thời. Chẳng hạn như bây giờ đang trong cái buổi lễ tự tứ, đại chúng đều thiết tha để thỉnh cầu đại tăng nêu những cái sai lầm của mình lên, thấy, nghe hay là nghi, để mình như pháp sám hối. Đó là đúng thời. Còn cái lúc mà đang thọ trai, cái lúc mà đang kinh hành, lúc mà đang hành thiền, cần một cái tâm thức thanh tịnh mà mình là nói chuyện, mình nêu những cái sai lầm của người ta. Lúc mà đang thiền quán chẳng hạn, mình nêu cái tội của người ta ra thì nó không có đúng thời, đúng lúc. Và nghĩa là đang trong một cái giờ thọ trai, trong một cái buổi quá đường mà mình nêu cái tội du, tội của người đó là đúng 100%, nhưng mà không đúng thời, không đúng lúc, cho nên nó cũng không mang lại cái kết quả như là mình muốn. Và cái thứ ba là gì? Những cái điều mà mình nói ra phải có lợi ích. Lợi ích không phải chỉ cho cá nhân mình, cho phe nhóm của mình, mà sự lợi ích đó là sự lợi ích chung và sự lợi ích lâu dài cho tất cả mọi người, cho tha nhân,
Cho nên thưa quý vị, ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã dạy về 6 cái tình huống để có thể xác định lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng. Trong kinh có dạy là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Thì chúng ta thử tìm hiểu 6 cái tình huống mà Đức Phật đã xác định, đó là: thứ nhất, sự việc mà ta không biết đó là hoàn toàn đúng với sự thật, có nói ra nhưng mà không phục vụ cho cái mục đích mang lại sự lợi ích, và cái thái độ của người nghe họ hoàn toàn không ưa thích, thì Đức Phật dạy trong cái tình huống đó không nên nói. Thứ hai là lời nói chân thật, đúng 100%, nhưng mà nói ra không mang lại một cái lợi ích nào. Người nghe cũng không có ưa thích trong cái tình huống đó, không nên nói. Thứ ba, sự thật có mục đích giá trị, nhưng mà nói ra không ai ưa thích cả, thì Đức Phật dạy là chúng ta vẫn nói, bởi vì đó là sự thật. Sự thật đó nếu được nói ra, nó sẽ mang lại cái giá trị to lớn và lâu dài cho tất cả mọi người, mọi loài. Thì chiêu cái sự thật đó được nói ra, và những cái đối tượng đang lắng nghe không ưa thích đi nữa, thì chúng ta vẫn cứ nói. Đó. Thứ tư là những cái lời mà chúng ta nói đó, nó không hợp với sự thật, nhưng mà nó mang lại cái lợi ích tốt, chúng ta cũng tuyệt đối không nên nói. Dù mang lại cái lợi ích nhưng mà nó không đúng sự thật thì chúng ta không nên nói. Thứ năm, lời nói thật nhưng mà không phục vụ cho cái mục đích tốt, người nghe không thích, vân vân, thì Đức Phật dạy là không nên nói. Và thứ sáu đó, lời nói đúng sự thật có giá trị lâu dài và ai cũng thích, ai cũng mong muốn được nghe thì nên nói. Đó. Cho nên đó, nhiều người trong chúng ta thích cái gì nói cái đó, nhiều khi nói lung tung, tạo ra vô số ác cảm, hại mình hại người, đôi khi nói giỡn, đôi khi vì một cái gì đó mà nó không mang lại cái lợi ích lớn lao gì, nhưng mà ngược lại nó mang lại một cái hậu quả vô cùng xấu và vô cùng lớn lao. Chẳng hạn như trụ vương ích kỷ, vì ham mê cái sắc đẹp, nhưng mà cái người mà vua đắm đuối đó thì không bao giờ biết cười. Cho nên để chiều chuộng, muốn cho cái người mà mình yêu, mình thương có cái nụ cười trên môi, đã đốt lửa và công bố là có giặc tấn công thành. Nhưng mà khi quân kéo đến để mà tiếp viện thì đã khám phá ra rằng là không có giặc đến để mà tấn công, đến chiếm thành, mà vua chỉ muốn tạo cái nụ cười cho cái người mà vua thương mến. Thưa quý vị, do vậy mà sau này
khi mà có biến thật sự, tức là có giặc đến để mà xâm chiếm, thì vua ra hiệu, lúc đó không ai tin nữa, không còn tin tưởng. Do vậy mà phải mất nước, phải mất thành. Thành thử ra chúng ta không thể đùa giỡn hoặc giả là làm thua làm một ai đó bằng những cái mà nó không phù hợp với sự thật, nhất là những nhà lãnh đạo đóng một cái vai trò rất là quan trọng, một cái sứ mệnh hết sức là thiêng liêng, cao cả. Không vì bất cứ một cái lý do nào mà chúng ta có thể đùa cợt, nói đùa là một cái sự nguy hiểm mà phải nói rằng là rất là lớn lao, mà chính bản thân của chúng ta nói riêng và rất nhiều người bị ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng xấu của nó là một cái gì không thể lường được. Cho nên ở đây có 6 cái tình huống mà Đức Phật đã dạy trong Trung Bộ Kinh để giúp cho chúng ta xem đó như là một cái thước đo giá trị. Lúc nào nên nói những gì và lúc nào nên im lặng. Dù lời nói của chúng ta có thể mang lại cái sự thiệt thòi cho chính mình, nhưng mà đó là sự thật, đó là vì cái mục đích chung, lợi ích lâu dài, thì chúng ta quyết tâm để nói ra. Nhưng mà nếu vì cái lợi ích của bản thân, của phe nhóm mà nó hoàn toàn sai với sự thật, thì lợi ích đó lớn như thế nào chúng ta cũng không tuyên bố. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Con xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Kính bạch Thầy, Đức Phật đã dạy về pháp thứ tư để làm cho người cử tội tâm như thế nào ạ? Thầy cảm ơn con. Tức là chúng ta đã chia sẻ pháp thứ nhất là cái người mà được cử tội thì cái tội đó phải hoàn toàn đúng với sự thật, phải không? Chứ không phải là cái điều mà nó được bịa đặt, nó sai với sự thật. Và cái điều thứ hai là gì? Là phải đúng thờ chứ không phải là phi thờ. Thứ ba là cái gì? Có lợi ích chứ không phải là phi lợi ích, phải không? Thì bây giờ cái điều thứ tư đó là Đức Phật dạy là phải nhu nhuyễn chứ không thô bạo. Nhu nhuyễn ở đây có nghĩa là lời nói ôn tồn, đầy tính cách xây dựng. Lời nói ái ngữ là xuất phát từ một trái tim thương yêu và hiểu biết. Lời nói nó được xuất phát từ cái tâm lòng từ bi, chứ không phải là nói bằng một cái giọng nói đanh đá chua chát, nói bằng một cái lời nói phẫn nộ, nạt, đe dọa, vân vân, mà phải nói với tất cả cái ái ngữ, với tất cả cái nhu nhuyễn, với tất cả cái sự ôn hòa. Nếu mà chúng ta nói bằng một cái giọng nói mà thịnh nộ, đe dọa, hay là ý mình là người lớn, mình có quyền, có chức, mình xem thường người khác, mình coi như là cỏ rác,
mình không có xem trọng cái nhân cách, cái phẩm cách của họ, dù họ có bị sai đi nữa, mà mình nói với cái lời lẽ thiếu ôn hòa, thiếu từ ái, thì nó sẽ có nhiều cái phản tác dụng. Cho nên dù người đó hoàn toàn sai, dù người đó là thuộc cấp, là người nhỏ hơn mình, đáng con, đáng cháu, mình muốn góp ý, mình muốn xây dựng, mình muốn chỉ ra để họ thấy cái lỗi của họ. Và nhờ thấy được cái lỗi mà họ có thể cải thiện, họ có thể làm mới lại cuộc đời của mình, giúp cho họ có được một cái nhân cách, một cái phẩm giá khá kính khá. Thì mình cũng phải nói bằng một cái lời nói ôn hòa, một cái lời nói mà trong kinh nó gọi là nhu nhuyễn, và trong giáo lý Phật giáo thì thưa quý vị có bốn cái sự thật gọi là tứ diệu đế, bốn cái chân lý màu nhiệm mà Đức Phật đã thuyết giảng cho tôn giả Kiều Trần Như và anh em của tôn giả Kiều Trần Như gồm có 5 người: Tài Vương, Lộc Uyển. Thứ nhất là khổ đế, đó là thực trạng khổ đau của đời sống. Thứ hai là nguồn gốc đưa dẫn đến sự khổ đau, đó là tập đế. Thứ ba là đạo đế. Thứ ba là diệt đế, tức là cảnh giới niết bàn, tức là đã hoàn toàn đoạn trừ khổ đau. Và đế thứ tư, tức là đạo đế, con đường đưa dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Và cuốn đường này gồm có 8 chi nhánh gọi là bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo, thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ. Lời nói mà nó mang cái năng lực xây dựng, lời nói mà ở trong kinh gọi là chánh ngữ, là phù hợp với chánh pháp, phù hợp với sự thật. Mà lời nói phù hợp với sự thật, nó cũng phù hợp với trí tuệ và từ bi. Lời nói đó không phải là những lời nói ác độc. Cho nên đó, thưa quý vị, có 4 cái yếu tố mà từ đó chúng ta có thể biết được lời nói đó có phải là ái ngữ hay không. Thứ nhất là không nói những lời sai với sự thật. Thứ hai là không nói những cái lời ác độc, chửi mắng, nói những cái lời mà rất là hung ác. Thứ ba, không nói những cái lời vua nịnh. Thứ tư, không nói lưỡi hai chiều, nói đoàn sóc. Đó là 4 cái yếu tố mà giúp cho chúng ta biết chắc lời nói đó thuộc về ái ngữ. Cho nên cái pháp thứ tư lợi ích là lời nói phải nhu nhuyễn, chứ không có thô bạo. Nó phải nhu nhuyễn, kể cả cử chỉ, những cái hành động của mình, cách đối xử của mình cũng phải ôn hòa, chứ không có bạo động, không có bạo hành. Đó là cái pháp thứ tư, tức là yếu tố thứ tư rất là quan trọng khi mà chúng ta muốn cử tội một cái người nào đó. Kính bạch thầy, xin thầy giảng rõ về pháp thứ năm ạ. Pháp thứ năm, pháp thứ năm thì Đức Phật dạy là phải từ tâm chứ không sân hận. Tâm từ là cái tâm từ bi đó. Từ năng giữ lạc, tức là mình có cái năng lực mang lại cái sự an lạc lâu dài cho tha nhân. Mình nói với tất cả cái lòng từ bi, chứ không phải là với cái tâm
sân hận. Bởi vì sân hận thì nó thuộc về những cái loại phiền não. Ở trong 6 món căn bản phiền não thì thưa quý vị có sân, tham, sân và si. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta vì không hiểu được cái ý nghĩa của phiền não cho nên thỉnh thoảng vui lắm. Có nhiều người nói, ô bạch thầy, con không muốn đến cái chỗ đó nữa. Hỏi chân sao vậy, đau hủ. Đến cái chỗ đó phiền não quá à. Thành thôi, con không đến nữa. Thậm chí nói, ô đến cái chùa đó sao mà phiền não quá. Thôi con không đến nữa. Thì chúng tôi cười, như vậy là đạo hữu tự tố cáo đạo hữu rồi. Hỏi chứ làm sao thầy nói vậy? Thì chúng tôi có trả lời là phiền não là gì? Phiền não là tham lam, sân hận, si mê. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Đó là 6 thứ phiền não căn bản. Còn 20 món tùy phiền não nữa. Mà bây giờ đạo hữu nói rằng là đạo hữu phiền não quá thì không khác gì nữa. Ô con tham lam quá, con sân hận quá, con si mê quá. Thì cái đó là cái lỗi của đạo hữu. Bởi vì nếu mà mình quá tham lam, mình quá sân hận, mình quá si mê, mình có quá nhiều cái ác kiến như là thân kiến, biên kiến, v.v. thì người ta không thích mình là phải rồi. Cho nên có nhiều người không hiểu đó, phiền não là gì. Cứ nghĩ phiền não là cái gì nó làm mình buồn, bực, mình phiền, phiền làm phiền tối, cho đó là phiền não. Nhưng mà thưa quý vị, phiền não nó mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Cho nên ô mình không muốn đến chỗ đó vì mình cảm thấy phiền não, là tự nhiên mình khẳng định mình là cái người xấu, có đầy dẫy cái tánh xấu như là tham lam, sân hận, si mê vân vân, thì cái đó không đúng. Thành thử ra chúng ta muốn đoạn trừ phiền não, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của hai chữ phiền não, phải biết rõ phiền não thì mình mới đoạn trừ phiền não được. Còn bây giờ mình muốn đoạn trừ phiền não mà mình không rõ phiền não là gì thì làm sao mình có thể đoạn trừ được? Con nghĩ có đúng không con? Yeah. Thì bây giờ cái câu hỏi mà con muốn hỏi tiếp là cái gì con cứ đặt ra. Dạ. Kính bạch thầy, cũng trong kinh Tạp A Hàm số 497, Đức Phật đã dạy năm pháp an tâm đối với người bị cử tội, vậy xin thầy hoan hỷ giảng về pháp thứ nhất ạ. Ma Di Đà Phật, thầy cảm ơn con về cái câu hỏi vừa rồi ha. Tức là cái người mà bị người khác đó nêu những cái sai lầm lên thì muốn có được cái sự an tâm, theo tôn giả Xá Lợi Tử đã hỏi Đức Phật thì người đó phải cần bao nhiêu pháp. Thì con cũng vừa rồi hỏi đó là ở đây đó, trong kinh Tạp A Hàm số 497, tức là kinh cử tội đó, thì sau cái lời thưa thỉnh của tôn giả Xá Lợi Tử thì Đức Phật đã về, tỳ kheo bị cử tội phải do năm pháp mới khiến cho tâm mình được an lạc. Đó. Thứ nhất, phải nghĩ như thế này: người kia từ chỗ nào cử tội là đúng sự thật. Đó, mình phải nghĩ. Một, cái người mà cử tội mình đó thì do từ đâu, bắt nguồn từ cái nguyên nhân nào mà họ cử tội mình. Đó, mình tự đánh một cái dấu hỏi. Có thể là mình đã phạm tội thật, có thể là những cái hành tác, những cái lời nói của mình đã làm cho người kia hiểu lầm, nghĩ rằng là mình đã mắc vào những cái tội lỗi nào đó. Mình phải truy nguyên cái nguồn gốc, lý do nào người đó cử tội mình. Nếu mà không hiểu được cái nguồn gốc, như là trong giáo pháp Tứ Diệu Đế, muốn chấm dứt khổ đau, thưa quý vị, điều kiện tiên quyết
Và hết sức quan trọng là chúng ta phải biết cái nguồn gốc của đau khổ, cái nguyên nhân đã tạo ra khổ đau. Và nếu mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta không thể nào có thể chấm dứt khổ đau. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy chờ chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây tường thân tình.